Super Sentai có movie kỷ niệm 10 năm là nhờ có ai? Đó là nhờ vào nữ diễn viên Nao Nagasawa, người thủ vai thủy nhẫn Nanami trong series Siêu Nhân Cuồng Phong. Cụ thể, khi cô mời lại được các diễn viên cùng ekip cũ và đưa ra ý tưởng 10 Years After này đến công ty Toei, Toei đã đồng ý thực hiện nó với dự án Hurricanger 10 Years After ra mắt vào tháng 8 năm 2013. Vài năm sau, diễn viên nồng tiếng của Doggy Kruger là Tetsu Inada cũng đã tập hợp lại được các thành viên Deka Ranger để làm một V-Cinema tương tự như Hurricanger trước đó là Deka Ranger 10 Years After ra mắt vào tháng 10 năm 2015. Một trong những chìa khóa quan trọng để thực hiện movie kỷ niệm 10 năm đó chính là hầu hết các diễn viên đều phải quay trở lại. Nếu không có sự hiện diện của họ thì chắc chắn sẽ không thể gọi là movie kỷ niệm 10 năm được rồi. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho một số bộ Sentai đã không có movie kỷ niệm 10 năm do diễn viên đã công bố giải nghệ, vướng bận lịch trình với dự án khác hoặc là gặp vấn đề về sức khỏe như tôi đã nói ở một video trước.